Xin chào tất cả các anh em nha. Video trước mình có một cái video là hướng dẫn nhận 100 token OKT mạng testnet để claim con token nút các bạn. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn add contract token nút để các bạn claim nha các bạn. Thì các bạn claim được thì các bạn click cái phần link mô tả của mình, các bạn copy contract của token nút mình có đẩy phần link mô tả. Nếu các bạn nào copy không được thì join vào kênh group của mình nha các bạn. Các bạn copy contract này nè các bạn. Các bạn nhớ đầu đuôi các bạn, 0x36A8. Rồi các bạn mở địa chỉ MetaMask mình ra nè các bạn. Sau khi các bạn mở ví MetaMask mình ra, các bạn chọn ví vào một ví các bạn thì chọn lại mạng OKChain của mình lại các bạn. Mình cũng đã farm được 100 token BND nè các bạn. Thì các bạn bấm vào một thêm token nè các bạn. Rồi các bạn chọn qua token tùy chỉnh nha tất cả các bạn. Các bạn dán địa chỉ đó vào các bạn. Địa chỉ các bạn copy vào giúp link mô tả các bạn đó. Rồi các bạn chờ một chút xíu các bạn. Rồi nó không hiện thì các bạn ghi tên token các bạn. Rồi tự động nó hiện luôn các bạn. Số token là rồi các bạn chỉ bấm vào thêm token thôi các bạn. Rồi như vậy mình đã có một cái token nút. Rồi mình sẽ cập nhật lên một cái web các bạn. Mình hướng dẫn các bạn claim luôn các bạn. Các bạn qua trình duyệt lên nè. Rồi các bạn đăng nhập vào web, các bạn connect lên nha các bạn. Thì các bạn chỉ việc bấm vào một này withdraw cái. Cái này các bạn muốn withdraw OKT của mình lại thì rút các bạn. Còn các bạn muốn claim để mình để farm, mình dùng 100 token OKT để farm con UNT nè các bạn. Vì mình đã farm 100 token vào của khoảng 8 tiếng trước, mình đã nhận được 0.016 token nút nè các bạn. Các bạn chỉ bấm một claim nè các bạn. Rồi các bạn xác nhận bấm vào claim các bạn thì các bạn xác nhận một chút phí mạng OKT các bạn thì nó sẽ token nút này sẽ tự động về ví của tất cả các bạn nha các bạn. Ok, như vậy mình đã cập nhật dự án, mình đã hướng dẫn các bạn app contract nút trên đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nhé.